Con gái lấy chồng Tây nghệ sĩ Trung Dân, tôi nói chuyện bằng Tây mà nó hiểu hết. Con gái nghệ sĩ Trung Dân Thảo Nguyên cùng chồng là chàng trai nước Úc tên James Baker đã có lễ cưới ấm áp tại Sài Gòn. Nghệ sĩ Trung Dân có 3 người con gái lớn Thảo Nguyên đã sang Úc du học cách đây vài năm. Tại đây Thảo Nguyên đã gặp và yêu chàng trai người Úc tên James Baker. Nghệ sĩ Trung Dân lúc đầu có chút lo ngại, nhưng sau khi gặp gỡ bạn trai của con, thấy được tình yêu thực sự của đôi trẻ, anh ủng hộ tình yêu này. Cách đây 1 năm, họ đã làm lễ đính hôn. Vừa qua, tại khách sạn Kim Đô, Sài Gòn, lễ cưới của Thảo Nguyên và James Baker diễn ra trang trọng dưới sự chứng kiến của họ nhà gái là vợ chồng nghệ sĩ Trung Dân và họ nhà trai là cha mẹ chú rể bay sang từ Úc. Con gái, con rể, vợ chồng nghệ sĩ Trung Dân và Suya người Úc trong lễ vu quy vừa qua. Trong lễ thành hôn của con gái, nghệ sĩ Trung Dân bày tỏ, tôi xin cảm ơn đất nước Việt Nam đã sinh ra và nuôi dưỡng chúng tôi khôn lớn. Tôi xin cảm ơn các thiên thần bảo vệ chúng tôi bình an. Tôi cảm ơn nước Úc đã cưu mang con gái tôi và giúp bé trưởng thành. Ngay trong giờ phút này, chúng tôi hạnh phúc vì con gái đã gặp được tình yêu đích thực của đời mình. Đại diện nhà trai, cha chú rể nói, chúng tôi đã sang Việt Nam và du lịch nhiều nơi trước khi hôn lễ diễn ra. Đất nước này quá xinh đẹp và điều tuyệt vời hơn, chúng tôi đã có được cô dâu Việt Nam xinh đẹp duyên dáng. Nguyễn, từ giờ phút này con đã trở thành con gái của ta. Tới chúc mừng lễ vu quy của con gái lớn, nghệ sĩ Trung Dân có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz như Hữu Nghĩa, Phương Bình, Thanh Thủy, Minh Nhí, Trịnh Kim Chi, Kiều Mai Lý, Phi Phụng, Cát Vượng, Trấn Thành, Anh Đức, đạo diễn Hoa Hạ, Hữu Bình, bà bầu Lộ Lộ. Đông đảo nghệ sĩ Việt tới tham dự lễ cưới của con gái Trung Dân. Nghệ sĩ Trung Dân chỉ mời những đồng nghiệp, anh em, bạn bè thân thiết. Khác với những nghệ sĩ khác, anh không mời báo chí vì ngại và vì đây là việc riêng của gia đình. Nhiều khách tham dự tiệc cưới đã đùa nghệ sĩ Trung Dân rằng anh rặt nông dân Nam Bộ mà kết Suya với người phương Tây. Vậy mỗi khi nói chuyện với con rể thì anh làm thế nào? Nghệ sĩ Trung Dân chỉ cười xòa bảo tôi nói chuyện bằng Tây mà nó hiểu hết. Được biết sau kết hôn, Thảo Nguyên sẽ trở về Úc tiếp tục chuyện học hành, làm việc. Gia đình nghệ sĩ Trung Dân tiếp tục ở lại Việt Nam.